Chào các bạn, tên tôi là Hồ Thị Bích Hạnh, luật sư di trú của công ty IST. Ngày hôm nay Hạnh sẽ nói với các bạn nghe về cái chuyện là biên giới Úc mở cửa, chính thức mở cửa cho khách quốc tế ngày hôm nay. Thì các bạn thân mến, muốn vào nước Úc, các bạn thứ nhất không chỉ có ngoài cái visa mà các bạn cần phải làm những cái test liên quan đến COVID test. Có hai loại COVID test mà chính phủ Úc chấp nhận, đó là một là PCR test, tức là cái test đó bạn phải thực hiện trong 72 tiếng trước khi bạn bay, và cái red test là RAT test, cái test đó bạn phải làm trong 24 tiếng trước khi bạn bay. Cho nên có hai loại test mà nước Úc chấp nhận. Các bạn phải ngoài cái vaccine, tức là các bạn phải tiêm đủ hai mũi vaccine, như những cái bài trước Hạnh nói và những cái bài trên cái YouTube Hạnh nói á, bạn xin bạn coi nhé. Thì ngoài ra cái phần mà test để mà trước khi bay á, nếu các bạn không muốn lỡ chuyến bay, các bạn phải hỏi cái chỗ mà test cho bạn á, là cái test của tôi là cái test PCR test hay là red test, là test nhanh hay là test chậm. Đó, test chậm thì các bạn phải test có kết quả 72 tiếng trong vòng trước khi bay. Còn cái red test bạn phải có kết quả trong hàng vòng 24 tiếng trước khi bay. Đó, nếu như các bạn mà làm sai cái test, ví dụ làm PRC mà nó không có kết quả, thì cái ngày đó bạn sẽ không được bay, bạn sẽ lỡ chuyến bay của bạn. Cho nên bạn phải nghiên cứu, phải hỏi kỹ, và có hai loại mà nước Úc sẽ chấp nhận cho bạn bay vào. Đó, thì các bạn phải tiến hành những cái thủ tục đó và liên lạc với cái chỗ mà bán vé máy bay của bạn để biết cái chỗ nào các bạn test nhanh, và tìm hiểu và thử là trên cái airport của Hồ Chí Minh á, là có những cái chỗ mà test như vậy không. Tại vì ở Sydney thì ở airport có test, nhưng mà nước New Zealand thì không có. Cho nên là tùy nước mà nó sẽ có hay không. Cho nên bạn hỏi nước Việt Nam có thử cái sân bay Tân Sơn Nhất là có chỗ test nhanh ngay tức khắc không. Nếu bạn lỡ quên không test trong 24 giờ, trong 3 ngày, trong 72 giờ thì các bạn có thể test trong 24 giờ trước khi bạn bay. Thì bắt các bạn lên sân bay cho sớm 5-6 tiếng nhận chẳng hạn, xong rồi các bạn mới test cái rat test đó, tức là xét nghiệm nhanh đó. Nhưng mà nhất quyết là phải biết rằng là cái test đó là được chấp nhận hay không nữa nha các bạn. Không phải chỗ nào test cũng được chấp nhận hết. Cho nên bạn phải kiểm tra, hỏi airline của thử, hỏi những nhân viên airline, rồi khi đó mới quyết định làm nha các bạn. Rồi chúc các bạn bay đến Úc thành công và không bị hủy chuyến bay hay là trễ chuyến bay. Xin chào các bạn, đón các bạn đến nước Úc thân thiện này. Bye bye.